chào bà con. An đang ở cái này là Tân Châu hả? Tân Châu Di Linh. Đây là Tân Châu Di Linh, có một cái cô bé người Cờ Ho rất là dễ thương nha. Tôi mời cô bé ra làm clip với tôi. Anh mời em về đây. Em tên gì, giới thiệu cho bà con đi. Dạ, em tên Hậu ạ. Tân Châu ạ. À, tên Hậu dịch ra tiếng Cờ Ho bà con mình là gì? Em không dịch được từ tiếng đó. Tiếng Việt. Tiếng Việt luôn ạ. À. Dạ. À, người Cờ Ho mình ở đây là có coi mấy cái TikTok của thầy An nhiều không? Coi chứ ạ. Và có vui không? Có chứ ạ. Tại vì họ thích cái hài hước ở trong đó. À, cảm ơn. Dạ. Mấy Hậu đứng xích lại đây nè. Dạ. Bây giờ mấy Hậu chỉ cho thầy An hát cái bài Sao Trời Làm Gió bằng tiếng Cờ Ho thử đi. Sao Trời Làm Gió được gọi là gì? Dịch cho tiếng con của bọn em là Si trụ lỡ chẳng. Si trụ lỡ chẳng. Để con thuyền gì? Bỏ con thuyền. Bỏ con thuyền là Sapi A Hồ. Sapi A Hồ. Rồi sao nữa? À, sang bến người ta. Sang bến người ta. À, lột ta nè. Lột ta nè ta. Lột đến nà tê. Nê tà hay là nè nà tê? Nê tà. Nà tê. Tôi hát tiếng Cờ Ho của đồng bào cho bà con nghe luôn. Người dân ở đây họ hiền lành dễ thương lắm cả nhà. Dòng sông vắng người qua. Lại khó gì? Khó dịch các anh. À, dòng sông vắng người qua, ví dụ như dòng sông không có người qua. À, tàu cướp trao lột. Tàu cướp trao lột. Sao nữa? À, duyên tình nay cách trở. Trăm bề, ví dụ vậy đó. Hè ổ danh tập tay hả? Hè ổ tôi tâm tịch tay. Về họ tôi anh tập tay. Dễ hò tôi em tập tài. Họ khó nhớ quá nhưng mà cái tiếng Cờ Ho rất là dễ thương. Cả nhà ơi, tôi về ở trên Di Linh, bà con đồng bào Cờ Ho đây nhiều người biết ăn lắm nha. Rất là vui nha cả nhà. Chúc cho đồng bào Cờ Ho sức khỏe bình an và người ở Di Linh sức khỏe bình an nha. Cảm ơn mọi người đã yêu quý An. Cảm ơn bé em tên Hậu đúng không? Ok, cảm ơn em rất nhiều. Bye bye mọi người em nha. Chào cả nhà.